Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh Cờ Tướng VN. Trong video này, S sẽ giới thiệu với các bạn trận đấu giữa Lại Lý Huynh và Đặng Cửu Tùng Lân diễn ra tại vòng 7 Đại hội Thể dục Thể thao 2022 vào chiều ngày 16 tháng 12 năm 2022. Mời các bạn cùng xem cờ. Lại Lý Huynh cầm quân đỏ đi tiên. Lại Lý Huynh triển khai thế trận. Tiên nhân chỉ lộ. Chuyển pháo đầu. Hai bên vẫn đang triển khai quân đều đặn và chặt chẽ. Đại đi quân đã nhảy con mã này quá đẹp và bắt mã của đen và đang rất khó để có thể chạy mã. Bây giờ có hai nước để đen lựa chọn thôi. Một là xe tấn 2 giữ, hai là pháo bình. Và đặng cụ Tùng Lân đã chọn pháo 9 bình 7 để bắt xe. À, như vậy thì đặng cụ Tùng Lân đã chấp nhận mất quân, mất con mã. Sau khi đổi quân thì đặng cụ Tùng Lân đã mất con mã rồi. Lại đi quân hay quá. quá xuất sắc mới vào đội quân anh đã lời một con chủ lực là nha yeah. phế tốt có vấn đề gì không tại sao lại phế tốt à mục đích phế tốt của anh đặng tùng là tổ tùng lân là đưa xe về để chuyển qua bắt chết con mã đỏ của lại Lưu huynh Chúng ta xem coi Lại Lý Quỳnh sẽ xử lý như thế nào Liệu anh có thấy không Lại Lý Quỳnh cũng đã thấy Và đã chuẩn bị một nước này Để đổi quân về pháo Làm cho đen không thể ăn mã không được Hay không các bạn Lại Lý Quỳnh nhìn thấy trước Những cái nước rất là xa như vậy Buộc phải, phải, phải đổi quân Bây yeah, hai bên nếu mà ăn mã thì bên đỏ cũng ăn mã. Hay quá lại Lý Huynh quá xuất sắc. Tùng Lân đã quá xuất sắc trong việc gài bẫy nhưng mà lại Lý Huynh cũng phát hiện cái bẫy quá hay. Đuổi mã liên tục. Thoát được con ngựa rồi. Bên ăn tốt, bên ăn tượng Quẩn pháo đầu rồi Thế cờ của lại Lý Quỳnh đang rất mạnh Rồi, chuẩn bị xuất tướng xe đâm thọc Pháo đầu xuất tướng xe đâm thọc Má phải lùi về rồi Vẫn sức tướng Đang buộc phải ra tướng Thấy luôn Bắt đôi Xem lại đứa huynh xử lý như thế nào Pháo 5 bình chính Bắt lại xe Tiếp tục bắt đôi Kiếu. chiếu Pháo Kiếu! Chi! Rồi, mất xe rồi. Mất xe rồi, tới đây đặng cũ Tùng Lâm đã phải buông cờ nhận thua. Mời các bạn xem tiếp ván đấu thứ hai của một kỳ một trong bốn kỳ vương tứ giá mã xa giang hồ của Trung Quốc, Lưu Tông Trạch. Đây là trận không có bình luận để các bạn tự thưởng thức. 吃，吃。 将军。 吃。 将军，局吃，吃，吃，将军。 将军，将军，将军，将军。 đến đây có lên sĩ thì pháo đen cũng sẽ nổ sĩ thôi cao chấn hy đã buông cờ nhận thua trận cờ đến đây là kết thúc cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi hẹn gặp lại các bạn trong những video sau